Câu chuyện đội viên tương lai. Hôm nay Linh sẽ nộp đơn xin vào đội. Linh vui lắm. Thế là Linh sắp trở thành đội viên rồi. Từ hôm qua, Linh đã nắn nót viết một tờ đơn rất đẹp và cất ngay ngắn trong cặp. Thế mà trước khi đi học, Linh phát hiện ra bé Bi mở cặp của chị, lấy tờ đơn ra nghịch lúc nào. Tờ đơn bị làm bẩn một vết. Cô bé cuống quýt viết lại. Dù vội, Linh vẫn cố gắng viết thật đẹp. Đơn xin vào đội cơ mà. Nhưng vì thế mà Linh bị muộn giờ học. Khi Linh đến cửa lớp, thì các bạn đang đứng chào cô giáo. Nghe tiếng cửa mở, cô và các bạn cùng nhìn ra. Linh luống cuống, cảm thấy mặt nóng ran vì xấu hổ. Em xin lỗi cô ạ, em... Cả lớp đã ngồi xuống, còn cô giáo đang dịu dàng nhìn Linh. Em gặp chuyện gì phải không? Em... tờ đơn của em bị bẩn, em cố viết lại nên... Vừa nói, Linh vừa đưa hai tờ đơn cho cô. Cô giáo cầm lấy hai tờ đơn, nhìn chăm chú. Linh lo quá, liệu đi học muộn thì có được kết nạp đội nữa không? Cô cười, như hiểu được suy nghĩ của Linh. Cô thấy em viết tờ đơn mới còn đẹp hơn cả tờ đơn trước đấy. Nhưng sắp thành đội viên rồi, em nhớ cần gương mẫu hơn và đi học đúng giờ nhé. Bây giờ thì vào lớp đi em. Nghe cô nói, Linh bất ngờ quá. Nhìn cô tươi cười, Linh vui vẻ đáp lời cô. Em cảm ơn cô ạ. Tiếp theo, các em hãy cùng đi trả lời các câu hỏi gợi ý nhé. Câu hỏi gợi ý đầu tiên. Chuyện gì đã xảy ra với tờ đơn xin vào đội của Linh? Câu trả lời. Tờ đơn xin vào đội của Linh bị bé Bi mở cặp lấy ra nghịch và bị bẩn một vết. Câu hỏi gợi ý số 2. Linh đã làm gì để có tờ đơn sạch đẹp hơn? Câu trả lời. Linh đã vội vàng viết lại. Câu hỏi gợi ý số 3. Chuyện gì khiến Linh cảm thấy xấu hổ? Câu trả lời. Linh đã đi học muộn vì phải viết lại tờ đơn nên Linh cảm thấy xấu hổ. Câu hỏi gợi ý số 4. Vì sao Linh cảm thấy bất ngờ và vui vẻ? Câu trả lời. Vì cô giáo đã nói, cô thấy em viết tờ đơn mới còn đẹp hơn cả tờ đơn trước đấy. Nhưng sắp thành đội viên rồi, em nhớ cần gương mẫu hơn và đi học đúng giờ nhé. Bây giờ thì vào lớp đi em. Tiếp theo, các em hãy cùng dựa vào tranh và câu hỏi gợi ý vừa rồi để kể lại toàn bộ câu chuyện này nhé. Câu chuyện đội viên tương lai. Hôm nay Linh sẽ nộp đơn xin vào đội. Linh vui lắm. Thế là Linh sắp trở thành đội viên rồi. Từ hôm qua, Linh đã nắn nót viết một tờ đơn rất đẹp và cất ngay ngắn trong cặp. Thế mà trước khi đi học, Linh phát hiện ra bé Bi mở cặp của chị, lấy tờ đơn ra nghịch lúc nào. Tờ đơn bị làm bẩn một vết. Cô bé cuống quýt viết lại. Dù vội, Linh vẫn cố gắng viết thật đẹp. Đơn xin vào đội cơ mà. Nhưng vì thế mà Linh bị muộn giờ học. Khi Linh đến cửa lớp, thì các bạn đang đứng chào cô giáo. Nghe tiếng cửa mở, cô và các bạn cùng nhìn ra. Linh luống cuống, cảm thấy mặt nóng ran vì xấu hổ. Em xin lỗi cô ạ, em... Cả lớp đã ngồi xuống, còn cô giáo đang dịu dàng nhìn Linh. Em gặp chuyện gì phải không? Em... tờ đơn của em bị bẩn, em cố viết lại nên... Vừa nói, Linh vừa đưa hai tờ đơn cho cô. Cô giáo cầm lấy hai tờ đơn, nhìn chăm chú. Linh lo quá. Liệu đi học muộn thì có được kết nạp đội nữa không? Cô cười, như hiểu được suy nghĩ của Linh.
Cô thấy em viết tờ đơn mới còn đẹp hơn cả tờ đơn trước đấy. Nhưng sắp thành đội viên rồi, em nhớ cần gương mẫu hơn và đi học đúng giờ nhé. Bây giờ thì vào lớp đi em. Nghe cô nói, Linh bất ngờ quá. Nhìn cô tươi cười, Linh vui vẻ đáp lời cô. Em cảm ơn cô ạ. Cuối cùng, các em hãy cùng đi trả lời câu hỏi sau. Nếu là Linh, khi phát hiện ra tờ đơn bị bẩn, em sẽ làm như thế nào? Các em có thể trả lời như sau. Nếu em là Linh, khi phát hiện tờ đơn bị bẩn, em sẽ viết lại cho sạch đẹp để nộp cho cô giáo.